Hello nhà thơ mọi người á, thế hôm nay thì mình có dịp đi qua Giao Thịnh. Giao Thịnh là một xã thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nước Việt Nam. Được thành lập năm 1969 với diện tích là 10,35 km vuông. Với dân số năm 1999 tổng cộng là 11.057 người, với mật độ là 1.068 người trên km vuông. Xã có máy chính là 14200. Đây là địa phương có dự án đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh đi qua.